Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Tập 228. Chương 2271. Chưa từng tồn tại. Lý Thanh Sơn mím môi, ánh mắt kiên định, nhanh chóng xuyên qua đường hầm uốn lượn sâu thẳm, đi đến một cái thế giới mới chưa bao giờ đến trước đây. Đột nhiên, có ánh sáng lóe lên ở phần cuối của đường hầm. Hắn nhếch môi cười, càng lúc càng bước đi nhanh hơn, trong lòng tràn ngập chờ mong, chỗ tia sáng lóng lánh kia chính là nhân gian, sẽ có cái gì đang chờ đợi hắn đây. Nhưng mà vào đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên tan vỡ, như là một cái bong bóng xà phòng vỡ tan. Trước đó một giây vẫn đang rực rỡ muôn màu muôn vẻ, sau đó một giây liền biến mất không còn thấy bóng dáng gì, như thể trước đó nó chưa từng tồn tại. Trên một hòn đảo biệt lập trên biển ở Ngũ Châu thế giới, một đôi mắt đỏ hoe chậm rãi mở ra, đem hình ảnh của Tiểu An, Cố Nhạn Ảnh, La Hầu Tiểu Minh phản chiếu vào trong đó. Cố Nhạn Ảnh ân cần hỏi, thế nào? La Hầu Tiểu Minh nói, nhìn vẻ mặt này là biết thất bại rồi. Lý Thanh Sơn gãi gãi đầu, kính tượng phân thân đột nhiên vỡ nát, lẽ nào là cạm bẫy gì do Tự Long sắp xếp sao? Nhưng mà ta còn không có leo ra khỏi ba thiên đằng nữa. Nguyên lai cái hắn gọi là tất thắng pháp chính là cho kính tượng phân thân đi trước kiểm tra. Như vậy thì bất luận có cạm bẫy hay kẻ địch mạnh mẽ gì đi chăng nữa đều không cần phải lo lắng, nhiều nhất là chặt đứt ba thiên đằng mà thôi. La Hầu Tiểu Minh nói, không phải là cạm bẫy của Tự Long, mà là pháp tắc thiên địa ở nhân gian đã làm tan rã kính tượng phân thân của ngươi. Tan rã? Tiểu An quay đầu lại hỏi. La Hầu Tiểu Minh gật đầu, đúng, kính tượng phân thân của hắn chính là được bắt nguồn từ thiên phú thần thông, nếu dựa vào bản chất mà nói thì đó chính là một loại pháp thuật. Pháp thuật này ngươi có thể triển khai ở đây, không có nghĩa là ngươi cũng có thể triển khai nó ở nhân gian. Lý Thanh Sơn vuốt cằm lộ ra vẻ suy tư, tất cả các phép thuật thần thông đều là căn cứ vào pháp tắc mà tồn tại, ban đầu ta rơi xuống tiểu thế giới. Cũng gặp phải vấn đề tương tự, có một số loại phép thuật thần thông không thể triển khai được, đây là do chịu sự ràng buộc của pháp tắc thiên địa. Nói cách khác, từ thế giới cấp thấp tiến vào thế giới cấp cao hơn, cũng sẽ phải chịu sự ràng buộc nghiêm trọng sao? La Hầu Tiểu Minh cười nói, không thể nói là ràng buộc, mà là hạn chế. Trong biển rộng thì sóng gió tự nhiên sẽ lớn hơn ở trong bể nước một chút, chờ người tự mình trải nghiệm qua, dĩ nhiên là sẽ rõ ràng thôi. Nói có lý. Lý Thanh Sơn để lại một cái kính tượng phân thân kế tiếp ở lại chỗ này, lại một lần nữa leo vào ba thiên đằng, dọc theo cái đường hầm sâu thẳm uốn lượn kia, thẳng hướng tiếp tục tới nhân gian. Nếu không có tất thắng pháp, cũng không thể đơn giản như vậy mà buông tay được, cứ phải thử tiếp mới biết được kết quả như thế nào. Bản thân hắn có tốc độ càng nhanh hơn so với kính tượng phân thân. Trong nháy mắt, cái tia sáng, ống ánh kia lại một lần nữa chiếu rọi vào trong mắt hắn. Trước đó, cảm giác kính tượng phân thân tan vỡ vẫn còn vang vọng ở trong lòng, khiến cho hắn cũng không khỏi có chút sốt sắng. Nhưng cũng không làm cho hắn có một chút do dự nào, tập trung thả người vào bên trong một mảnh sáng rực kia. Đột nhiên, hắn biết được rõ ràng, cái ánh sáng rực rỡ kia chính là do linh khí thuần túy dày đặc tới cực điểm cho nên mới tỏa ra ánh sáng tới như vậy. Từ lúc sinh ra tới nay, hắn chưa bao giờ cảm nhận được linh khí tinh khiết đến như thế. Dù cho là trực tiếp rút từ trong linh mạch của linh thạch ra thì cũng không tinh khiết tới mức độ kinh người như vậy. Mỗi một lần hô hấp đều như là đang nuốt vào một viên linh thạch, cảm giác thậm chí còn có chút khó tiêu. Cái ánh sáng tràn đầy linh khí kia càng chói mắt hơn so với ánh mặt trời ngay vào giữa trưa hè. Nhưng vào lúc sau khi hắn lướt qua một cái giới hạn nào đó thì lại bắt đầu giảm bớt đi. Cảm giác được tảng đá cứng rắn bóng loáng dưới chân, ánh sáng tràn ngập trong con người còn chưa tan đi hết, còn không kịp tra xét vị trí, hoàn cảnh một cách cẩn thận. Trong phút chốc, một loại cảm giác không cách nào hình dung bằng ngôn ngữ tràn ngập quanh thân hắn. Như thể đang có hàng ngàn hàng vạn sợi chỉ nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được đang xuyên qua mỗi một cái lỗ chân lông. Mỗi một tấc trên cơ thể hắn, khiến cho trong một thoáng chốc, hắn không có cách nào động đậy được. Trước khi kịp nhận ra, thì hắn đã xuyên qua ba thiên đằng, đi tới được nhân gian. Cố gắng mở mắt ra nhìn,
mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một mảnh xanh vàng rực rỡ, một cái hoa văn trên những cây cột đá màu xám đầy vững vàng, hướng thẳng lên đỉnh. Mặt trên quay quanh này một cái kim long ngũ trảo trông rất sống động. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2272, Mai Phục Cực Kỳ Nguy Hiểm. Trong lòng hắn kinh ngạc, mới phát hiện con kim long kia không hề có hơi thở, có lẽ chỉ là một vật trang trí. Vì vậy, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, dưới chân hình như là một cái tế đàn hình tròn. Chất liệu giống với cái hoa văn trên cột đá màu xám kia, cái cột đá đầy hoa văn kia đang đứng ở chính giữa tế đàn. Lại nháy mắt một cái, thì phát hiện kim long ở trên đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Còn không kịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thì ngực đã truyền đau đớn kịch liệt, một tia ánh sáng màu vàng xuyên qua lồng ngực hắn. Máu tươi bắn tung tóe lên trên áo lót, hóa thành những ngọn lửa cháy sáng hừng hực. Xuất hiện một thanh kiếm dài hình rồng, kiếm khí gào thét, rồng gầm từng đợt, sát khí mãnh liệt. Quả nhiên là có mai phục. Hơn nữa còn là mai phục cực kỳ nguy hiểm. Mãi đến tận khi hắn bị một chiêu kiếm đâm thủng ngực, Linh Quy đều không có truyền đến bất kỳ cảnh báo nào. Hắn hiện tại còn không có thích nghi với pháp tắc ở nhân gian. Không chỉ có không có cách nào vận dụng được các thiên phú thần thông mà liền ngay cả thân thể mạnh mẽ này cũng đều có chút không điều khiển được. Gần như là không có bất kỳ chút sức lực nào để phản kháng lại. Thanh kiếm dài hình rồng đã được uống máu tươi, tựa hồ càng ngày càng hưng phấn, ở giữa không trung lượn vài vòng, hóa thành một thanh kiếm có màu vàng óng, phủ đầu chém về hướng Lý Thanh Sơn. Nếu là chiêu kiếm này chém trúng, liền có thể đem hắn chém thành hai khúc. Lý Thanh Sơn phải rất miễn cưỡng mới xoay đầu lại được, trong con người cũng không có sợ hãi, mà trái lại còn đang rất là hưng phấn. Kêu lên một tiếng, tiểu hoa. Một tiếng keng vang lên. Một thanh đao cuồng dã rực rỡ đón nhận lấy chiêu kiếm của thanh kiếm dài hình rồng kia. Mũi kiếm và ánh đao va chạm. Ma sát với nhau một cách kịch liệt. Âm thanh chói tai vang vọng khắp nơi bên trong cung điện xanh vàng rực rỡ. Nhưng mà thanh kiếm dài lập tức chiếm thế thượng phong. Từng tấc một đè xuống. Tóc tím tung bay, từng cọng rơi xuống. Trán Lý Thanh Sơn bị đâm đau nhói. Hắn hoài nghi một cách sâu sắc là không biết đầu của chính mình có đủ cứng hay không. Thanh kiếm này tuyệt đối không phải là một pháp bảo tầm thường, chí ít nó cũng không thua gì tiên khí kiếm. Mạt lộ cuồng hoa đao vốn dĩ cũng không hề yếu, nhưng trong trận chiến ở Long Đầu Sơn nó đã chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Mà binh đài Tu La Tế cũng đã bị hủy, nên không có cách nào có thể tiến hành chữa trị cho nó được. Máu tươi từ trán hắn chảy xuống. Nhưng hắn nhắm hai mắt lại, kiên nhẫn không động đậy gì. Bây giờ hắn giống như chỉ là một mảnh đại địa. Tập trung tinh thần cảm nhận những cái dây nhỏ xuyên qua thân thể kia. Đây chính là pháp tắc trốn nhân gian. Không thể trốn thoát thì liền chỉ có thể thích nghi mà thôi. Thế nhưng, tiểu thế giới trong cơ thể do chịu ảnh hưởng của sức mạnh vô hình áp chế mà kịch liệt co rút lại. Gần như rơi vào trạng thái đình trệ, không có cách nào để vận dụng được một chút sức mạnh. Chớ nói chi là triển khai thiên phú thần thông. Nhưng so với lúc tiến vào tiểu thế giới thì cảm giác lại không giống nhau. Cũng không phải giống như là bị pháp tắc thiên địa kiềm chế, mà càng giống như là một người bình thường đột nhiên phải chịu đựng sức nặng gấp mấy lần bình thường, dẫn đến toàn bộ khí huyết và hệ thống tuần hoàn đều xảy ra vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng không phải là một người bình thường, mà là một người tu hành có sức mạnh rất lớn. Chắc chắn là sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn luôn có thể thích nghi với cái hoàn cảnh mới này. Nhưng mà hiện tại hắn liền một phút đều không có, ở dưới sự uy hiếp của mũi kiếm màu vàng. Tựa hồ lại một lần nữa nhìn thấy cặp mắt màu vàng kia của Tự Long, đột nhiên hiểu rõ ràng, đây mới thực sự là chân Long Thiên Tử Kiếm. Có khả năng bởi vì pháp tắc thiên địa mà không có bị Tự Long mang xuống hạ giới, nên ở lại trong động. Phủ này để giữ nhà, chuyên môn chờ đợi những kẻ nhập cư trái phép, những người không có sự đồng ý của hắn mà tiến vào bên trong động phủ. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, keng một tiếng, mạt lộ cuồng hoa đao xoay tròn bay ra ngoài, vết nứt trên lưỡi đao lại lớn hơn lúc trước rất nhiều.
ánh kiếm màu vàng óng gào thét mà đâm xuống. Lý Thanh Sơn hơi nghiêng đầu, mũi kiếm từ bên phải hắn chém xuống, giống như bẻ cành khô mà đâm nát máu thịt, bổ ra xương cốt. Vẫn tiếp tục chém đến bụng dưới, chỉ một chút nữa là sẽ chém Lý Thanh Sơn thành hai nửa. Chính vào lúc này, một đôi tay lớn kiên cố mạnh mẽ cầm thật chặt vào chuôi kiếm. Lý Thanh Sơn cười đắc ý, vật không có chủ mà cũng dám ngang ngược. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2273, Vinh Hạnh của ta. Chân Long Thiên Tử kiếm rung động dữ dội, như một con rồng thật đang ra sức giãy giụa. Kiếm khí gào thét, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, xuyên qua lục phủ ngũ tạng, từ trong cơ thể của Lý Thanh Sơn bắn ra, để lại kết từng cái lỗ máu. Nhưng trong lúc máu tươi biến thành những ngọn lửa hừng hực, hai bàn tay kia của hắn trước sau như một cầm chặt chuôi kiếm, trên mặt tùy ý nở nụ cười, dường như có thể nắm chắc phần thắng. Hắn vẫn như cũ không có cách nào vận dụng bất kỳ một loại thiên phú thần thông nào, gần như là phải dùng hết thân thể máu thịt để cầm giữ Chân Long Thiên Tử kiếm. Rốt cục hắn cũng nắm bắt được cơ hội, trong lòng có một đám lửa nóng, khí tức của cửu thiên khảm nạm ở nơi đó. Liền cuồn cuộn không ngừng truyền đến sức mạnh, đó là sức mạnh nguyên thủy nhất cũng là cơ bản nhất. Hắn dùng chính cơ thể của mình làm chuôi kiếm, giam cầm lại Chân Long Thiên Tử kiếm. Nhưng nếu chỉ dựa vào điều này, cũng không thể thắng lợi được, thân thể bị vỡ tan tành chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy hắn cười đắc ý, quay người lại một lần nữa tập trung bỏ vào bên trong ba thiên đằng. Ở thời điểm nhóm ba người Tiểu An trầm mặc chờ đợi, bỗng nhiên cảm thấy một luồng kiếm khí mãnh liệt. Một người một kiếm bỏ từ trong ba thiên đằng xông ra, giống như là sao băng rơi xuống biển, gây nên một cơn sóng thần. Thanh Sơn. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, ba người đều thấy vết thương đầy rẫy trên người Lý Thanh Sơn, cảnh tượng mũi kiếm xuyên tim đầy khốc liệt. Còn tưởng rằng hắn gặp phải kẻ địch hết sức mạnh mẽ và đáng sợ, bị đánh rơi xuống từ trên nhân gian. Đang muốn xông tới, Lý Thanh Sơn bước từng bước một từ đáy biển đi ra, thương thế khốc liệt nhanh chóng hồi phục lại. Tay phải nắm chặt Chân Long Thiên Tử kiếm, gầy gầy mũi kiếm, lần này người có thể thành thật rồi đi. Nếu là ở nhân gian, hắn gần như không thể trong một khoảng thời gian ngắn thu phục thành Chân Long Thiên Tử kiếm này. Mà ngược lại là rất có thể trong khoảng thời gian ngắn bị thanh kiếm này giết chết, cho nên hắn liền không chút do dự. Lại quay về lại ngũ châu thế giới. Nơi này là địa bàn của hắn, hắn thân là thần của thế giới này. Dù cho có là bản thân Tự Long lại giáng thế thêm một lần nữa, thì sẽ cũng phải quỳ trước hắn, huống chi chỉ là một thanh kiếm. Xem ra chúng ta suy đoán không sai, ở trên chính là động phủ của Tự Long, hơn nữa không có sự tồn tại của những kẻ địch khác, đây thực sự là một tin tức tốt. Sau khi nghe Lý Thanh Sơn giới thiệu hết một lần, Cố Nhạn Ảnh cũng nóng lòng muốn thử. Không nói chắc được là còn có nguy hiểm gì hay không, ta đã thích nghi được một chút với pháp tắc của nhân gian, để ta lại đi xem thử đi. Lý Thanh Sơn trở tay đem Chân Long Thiên Tử kiếm cắm ở trên đá ngầm, lại một lần nữa bò vào bên trong ba thiên đằng. Cố Nhạn Ảnh nói, vậy thì vất vả cho ngươi rồi. Nữ nhân ở phía sau chờ là được, xẻ núi đào đường là chuyện của nam nhân. Lý Thanh Sơn cố ý liếc La Hầu Tiểu Minh một cái, không nghĩ tới La Hầu Tiểu Minh cũng không tức giận. Trái lại nhàn nhã rút Chân Long Thiên Tử kiếm ra đánh giá một chút rồi cười nói, có thể được mở đường cho ta đã là vinh hạnh của ngươi rồi. Lý Thanh Sơn ngẩn ra, cũng cười nói, không sai, có thể mở đường cho các ngươi là vinh hạnh của ta. Chỉ có người lấy hai tay mở ra một con đường mới đáng giá để cho người khác đi theo phía sau. Con đường đến cửu thiên này đương nhiên phải cần đến hắn tự tay mở ra. Vì vậy, hắn bắt đầu hướng về nhân gian lần thứ ba. Mà tại ma vực lúc này, một cái nam tử anh vũ hiên ngang đang cưỡi kiếm nhanh như bay ở dưới ánh mặt trời đen kịt. Bỗng nhiên thân thể hắn dừng lại, trên mặt lóe lên một chút độc ác. Lý Thanh Sơn, ngươi dám? Ngươi dám? Ta chắc chắn sẽ trở lại nhân gian, đoạt lại tất cả mọi thứ thuộc về ta. Tự Long, ta đói, mau đi tìm ít thức ăn đi.
Giọng nói lười biếng của Tiền Dung chỉ vang lên bên trong viên đá quý hình thoi ở chính giữa hai lông mày của hắn. Người muốn ăn cái gì? Tự Long khôi phục lại sự bình tĩnh, ôn hòa hỏi. Mà đế đi, ta vẫn rất hoài niệm mùi vị của vị cung chủ tàng kiếm kia. Ngày đó, sau khi hỏi được đầy đủ tin tức, hai người gần như là không hẹn mà gặp, lập tức khống chế tàng kiếm tư không. Lại lấy ra loại cực hình từ địa ngục độc xà để tra tấn hắn. Sau khi siêu hồn, lại triệt để nuốt chửng, tiêu trừ tất cả manh mối. Chúng ta đã khiến cho những người ở tầng cao của ma vực chú ý, coi như có thủ đoạn có thể ẩn nấp thì cũng không thích hợp lại gây ra thêm động tĩnh lớn. Nói có lý lắm, nhưng ta lại càng muốn ăn. Tự Long trầm mặc trong chốc lát, theo ý của ngươi. Sau khi Lý Thanh Sơn lại một lần nữa đứng ở trên tế đàn màu xám phía trước hoa văn trên cột đá màu xám, rốt cục cũng có thời gian xem xét kỹ hoàn cảnh xung quanh. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2274, uy lực. Vừa duy trì cảnh giác, vừa đánh giá bốn phía, nơi này là một tòa cung điện hoàng gia nguy nga giống như đại điện. Linh khí nồng nặc như nước, nếu là ở trong ngũ châu thế giới, sợ rằng linh quang phát ra xa đến ngàn dặm cũng có thể thấy được. Nhưng ở đây cũng chỉ có một tia hào quang nhỏ bé nhàn nhạt đến không thể phát hiện. Có thể ngờ ngợ cảm nhận được một loại trận pháp dịch chuyển nào đó, so với tất cả những trận pháp mà hắn đã gặp thì nó càng thêm tinh vi huyền diệu, có thể tưởng tượng được uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Cũng còn may là nó chưa triển khai thế tấn công. Bằng không Lý Thanh Sơn chỉ có thể lui về lại ngũ châu thế giới, triệt để từ bỏ con đường này, phải tìm lối khác để tiến vào nhân gian. Bình thường thủ sơn đại trận là để phòng ngự ở bên ngoài, thế nhưng cơ bản là đối với tất cả các trận pháp thì lực sát thương bên trong mới là mạnh nhất. Ngoài ra, không còn bất kỳ mai phục hay công kích nào khác, hay là rất có thể Tự Long cảm thấy có một thanh chân long thiên tử kiếm chấn giữ cùng với trận pháp này là đã đầy đủ. Dù sao chỉ là phòng bị có người bò theo ba thiên đằng len lén qua đây, lấy thực lực của Lý Thanh Sơn hôm nay đều có bị nguy hiểm đến. Nếu thay đổi một cái đại yêu vương hay đại tu sĩ khác chỉ có tu vi ba lần thiên kiếp, gần như là có thể nói là chỉ có thể để mặc cho người sâu xé. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận đứng ở trên tế đàn, bảo đảm bất cứ lúc nào có thể bỏ lui về trong ba thiên đằng. Vừa phun ra nuốt vào linh khí tinh khiết, vừa thích nghi với pháp tắc nhân gian. Thời gian từ từ trôi qua, tiểu thế giới trong cơ thể chậm rãi bắt đầu vận chuyển, có vẻ cực kỳ gian nan. Việc này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ uy lực của thiên phú thần thông bên trong hắn, bao gồm sức mạnh cơ thể và hồn phách, năng lực hồi phục, tất cả các loại lực phá hoại đều bị áp chế, tuyệt đối khó có thể hiện ra ở bên trong ngũ châu thế giới bên kia. Nhưng loại áp chế này không những không phải việc xấu, trái lại là một chuyện tốt. Liền giống như quá trình luyện đan, chỉ có ở dưới áp lực cực kỳ lớn mới có thể đem các loại linh đan thảo dược bức ra hết dược tính, cuối cùng ngưng lại thành một viên thuốc nho nhỏ. Hiện tại liền cũng giống như là lấy trời đất làm lò luyện đan, trợ giúp hắn rèn luyện tinh khí, ngưng tụ sức mạnh. Mỗi khi hắn hít vào một hơi linh khí, thở ra một lần khí thải, hơi thở của hắn trở nên càng thêm tinh khiết hơn một chút. Tu hành có hiệu quả hơn rất nhiều so với khi còn ở ngũ châu thế giới. Còn uy lực của phép thuật thần thông vốn là một loại biểu tượng. Chính là giống như việc nhấc lên gió lớn thì dễ dàng hơn rất nhiều so với việc gây nên sóng lớn. Nếu là bị chôn vùi ở trong bùn đất cát đá, vậy thì là nửa bước khó đi. Không khỏi nhớ tới lúc vừa mới lưu lạc đến ngũ châu thế giới, linh khí rõ ràng mỏng manh như vậy, chỉ có thể sử dụng tới phép thuật và uy lực của đại diễn thần phủ, nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ đến như vậy. Chính là căn cứ vào pháp tắc thiên địa như vậy mà linh khí nồng đậm như này cũng không có khiến cho linh quang tràn ngập trong khắp trời đất. Nếu là không có bị hạn chế như thế, ở trong hoàn cảnh như vậy, sợ rằng khắp nhân gian người người cũng đều có thể tu hành. Một cái vật còn sống là đều có thể thành tinh, căn bản sẽ không có phàm nhân hay dã thú tồn tại. Làm thần ở trong ngũ châu thế giới, Lý Thanh Sơn đã từng tự thân trải nghiệm qua việc một thế giới đi từ nhỏ đến lớn. Pháp tắc thiên địa sinh ra biến hóa,
mang đến cho hắn một cảm giác như nó là một sinh vật sống, trước sau như một duy trì một loại bản chất nào đó. Liền giống như một con hổ vậy, bất kể nó ăn bao nhiêu đồ vật, cũng sẽ không lớn thành một con voi lớn hoặc là một con cá voi, chỉ có thể lớn lên và thành một con hổ già to lớn. Ngũ châu thế giới trở nên to lớn hơn nữa, linh khí lại nồng nặc hơn nữa, cũng sẽ không để cho tất cả mọi người đều có thể tu hành, dã thú đều có thể biến yêu quái. Người tu hành vừa là hài tử mà trời đất và thế giới đều yêu quý, cũng vừa là đứa con phản nghịch có thể phản bội lại thế giới. Như thể ở trong lục đạo luân hồi, phía trên 3.000 thế giới, có một loại pháp tắc tối cao tồn tại để toàn bộ thế giới duy trì một sự giống nhau nào đó. Không khỏi nhớ tới một vầng mặt trời hư ảo trên không mà bản thân đã thấy ở thế giới Cửu Châu, mặt trời ở nhân gian đạo thực sự là thật sao? Nhưng không quan hệ, một ngày nào đó sẽ gặp được mặt trời chân chính. Hắn liền hít sâu một hơi, bước xuống từ tế đàn trên cao. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2275, Long Đàm Động Phủ. Không có núi đao, biển lửa, băng xương, sấm chớp, tất cả không có gì khác biệt với khi hắn ở trên tế đàn. Lý Thanh Sơn không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Linh Quy đã khôi phục lại năng lực dự đoán nguy hiểm, nhưng bị hạn chế bởi pháp tắc thiên địa, vận mệnh trở nên càng ngày càng khó lường, không còn nhạy cảm và rõ ràng như lúc ở hạ giới. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, nếu như có nguy hiểm chết người, nó vẫn là sẽ có cảm ứng được. Dù sao hắn hiện tại không phải đối mặt với đối thủ đang sống sờ sờ. Dù cho không cần thủ đoạn đặc thù, thì lòng người phức tạp, nhiều thay đổi sẽ lẫn lộn thiên cơ, tu vi càng cao, sự lẫn lộn càng lợi hại. Mà là một bộ trận pháp không có ý thức tự chủ. Tất cả những chuyện tiếp theo, so với tưởng tượng của hắn thì càng thêm thuận lợi. Lý Thanh Sơn rất nhanh thả lỏng tâm tình, lấy một loại trạng thái như đang đi dạo chơi ngắm cảnh mà đi lại ở khắp nơi trong động phủ. Ở cửa chính trên lầu treo hai chữ Long Đàm lơ lửng. Vốn dĩ chính là tên của tòa động phủ này. Nếu như tự Long vẫn còn ở nơi này, thì vẫn tính là danh xứng với thực. Nhưng hiện tại, khà khà, cũng chỉ nên đổi thành hang hổ mà thôi. Cả tòa động phủ Long Đàm được xây dựng ở trên một ngọn núi. Bởi vì cái tòa hoàng cung giống như đại điện kia mang cho hắn ảo giác là quy mô của nó cũng không lớn như trong tưởng tượng như vậy. Ít nhất là còn kém rất rất xa so với tòa cung điện ở Long Đầu Sơn. Nhưng mỗi một tấc không gian đều được điêu khắc cực kỳ tinh tế, trác tuyệt, trang trí hoa mỹ thanh tao đến cực điểm. Có chính điện, thiên điện, thư phòng, phòng trà, thính phòng, hoa viên. Trong đó kiến trúc có giá trị nhất chính là hoa viên. Nơi đó không chỉ có trồng rất nhiều hoa lạ cỏ quý, còn có một hồ nước suối tràn đầy linh khí. Cúi người uống mấy hớp, linh khí nồng nặc làm cho Lý Thanh Sơn có một loại cảm giác gần giống như là say rượu. Mà kỳ hoa dị thảo lại còn tỏa ra mùi thơm ngát kỳ lạ, khiến cho kỳ lân biến dục già dục dịch. Tốc độ vận chuyển của kỳ lân trường sinh quyết càng nhanh thêm mấy phần, như thể lập tức liền có thể tu xong được tầng thứ nhất. Nhưng ngoại trừ thanh chân long thiên tử kiếm ra thì lại không phát hiện ra bất kỳ loại pháp bảo nào khác, khiến cho Lý Thanh Sơn mắng to tự Long là quỷ nghèo. Chỉ là ở trên bàn sách trong thư phòng, phát hiện ra một hộp đánh dấu tên sách, có một số là được chạm ngọc, một số bằng vàng, một số bằng đồng, một số còn lại thì bằng gỗ. Tất cả đều là đồ cổ, trang trí tinh xảo thanh tao, ẩn chứa một luồng linh khí kỳ dị. Nhưng nhìn như thế nào đều không giống như là có thể dùng để giết địch hoặc là pháp bảo phòng thủ, nên hắn tùy ý thu vào bên trong chiếc nhẫn tu di. Nhân tiện, từ khi tiến vào nhân gian, liền như cả không gian trong chiếc nhẫn tu di cũng đều bị co lại rất nhiều, chỉ còn dư lại một khoảng không gian chưa tới 1/10. Cũng còn may bên trong không chứa món gì, bằng không chỉ sợ là chúng sẽ có nguy cơ bị bể mất. Cái khác lại không cần phải nói. Chỉ là đem nơi này thành một động phủ để tu hành đều đã có rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí có thể thử nghiệm việc từng bước một đem tu vi đẩy lên tới độ cao 5 lần thiên kiếp. Nhưng có một việc hắn không dám quên. Sau khi tiến vào nhân gian, ước hẹn 500 năm của hắn cùng kỳ liền nhanh chóng co lại,
nếu như không thể tìm ra kế sách tới đối phó. Coi như là vượt qua lần thiên kiếp thứ năm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Hắn phải nghĩ biện pháp để tiến vào quy khư. Thế nhưng sau khi đi dạo hết một lượt, hắn lại không có phát hiện ra thứ mà hắn mong muốn nhất. Cái kia chính là mắt trận dùng để điều khiển trận pháp. Không tìm được mắt trận thì liền không cách nào điều khiển toàn bộ đại trận thủ sơn này. Tòa động phủ Long Đàm này liền không thuộc về hắn, thậm chí không có cách nào vượt qua trận pháp này để đi ra. Ngoài, một khi lấy bạo lực phá trận, rất có thể sẽ gây nên sự phản kích ngược của trận pháp, hoặc là đưa tới sự chú ý của những người khác, bởi vì tòa động phủ Long Đàm này rất có khả năng ở ngay trong Vạn Tượng Tông. Hắn lại chăm chú tìm tòi kỹ một lần nữa, lại vẫn như trước không thu hoạch thêm được gì. Mắt trận chính là hạt nhân của trận pháp, không thể không có. Chỉ là trận pháp của người này có thể khó hơn rất nhiều so với ở dưới hạ giới, có thể ẩn giấu mắt trận thật sâu để không bị tìm ra được. Lý Thanh Sơn chưa bao giờ nghiên cứu kiến thức về trận pháp, từ trước đến nay không phải dùng bạo lực để phá trận, thì chính là nhờ linh quy suy đoán. Mà hiện tại bạo lực không thể dùng, suy đoán cũng không thể nào suy đoán ra, thực sự là quá đau đầu. Cho đến khi nhớ tới lời mà Tự Long đã nói, trong đầu chợt lóe lên linh cảm, bỗng nhiên nghĩ ra được. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2276, nhờ có Lý Thanh Sơn. Tự Long từng nói phải đem thế giới Cửu Châu luyện hóa thành động phủ. Như vậy liền không thể chỉ là đơn giản dựa vào ba thiên đằng là có thể đem thế giới Cửu Châu cùng với động phủ Long Đàm nối liền được. Khẳng định còn có biện pháp khác đem hai cái hợp lại làm một, đem thế giới Cửu Châu biến thành một phần của động phủ Long Đàm. Lý Thanh Sơn liền trở về điểm xuất phát ban đầu. Cẩn thận xem kỹ tòa tế đàn cao cao kia, xám xịt giống như là dùng một loại đá phổ thông điêu khắc thành. Thế nhưng khi chạm tay vào lại thấy cực kỳ kiên cố nhẵn nhụi, càng giống như là một loại ngọc thạch nào đó hơn. Vốn cho là tòa tế đàn này chỉ là dùng để cho ba thiên đằng leo lên, bây giờ xem ra lại không đơn giản như vậy. Ánh mắt hắn lại rơi vào cái hoa văn trên cột đá nối thẳng tới đại điện kia. Không còn chân long thiên tử kiếm sau khi nó biến thành kim long, lại càng có vẻ bình thường hơn, không có gì kỳ lạ. Thế nhưng có thể đứng ở chính giữa tòa tế đàn này, thì đâu thể nào đơn giản chỉ là dùng nó để làm vật trang trí như vậy được. Kim long nằm ở trên đó, có thể hay không là không phải chỉ là vì đề phòng những kẻ nhập cư trái phép, còn có thể dùng để bảo vệ một cái gì đó. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Sơn lại leo lên tế đàn, đi tới trước hoa văn trên cột đá, đưa tay sờ soạng thăm dò. Linh quy bỗng nhiên truyền đến báo động mãnh liệt, cảnh cáo hắn rằng động tác này rất có thể sẽ khiến hắn phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Lý Thanh Sơn không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, cái hoa văn trên cột đá này chắc chắn chính là vị trí mắt trận của đại trận này. Một khi có người ngoài nỗ lực phá hoại hoặc luyện hóa, ngay lập tức sẽ gây nên sự phản công ngược của toàn bộ trận pháp, tất nhiên là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, hắn lại thu tay về, chờ đợi ba người Tiểu An. Đến, muốn luyện hóa đại trận này thì cần phải có người hộ pháp mới được. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mặt trời lặn rồi mọc ở Nam Châu, thời gian trôi qua với tốc độ cực nhanh, khiến hắn lại cảm thấy có chút căng thẳng, thời gian đúng là không chờ đợi một ai bao giờ. Rất nhanh, ba người kia đi tới nơi này, cảm thụ những linh khí tinh khiết kia với vẻ mặt khác nhau. Tiểu An nhắm mắt cảm nhận, tuy rằng nàng cũng có không tu hành nhờ vào linh khí, nhưng nếu muốn đem Chu Nhan Bạch Cốt đạo tu đến cảnh giới cao hơn, cũng không thể không tu hành ở một thế giới như vậy. Cố Nhạn Ảnh vẻ mặt tươi cười, không hề che giấu chút nào sự vui vẻ trong lòng. La Hầu Tiểu Minh thì lại hơi xúc động, ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn có thể từ một tiểu thế giới có linh khí mỏng manh, lại có thể trở về trong lục đạo luân hồi. Tuy rằng không sánh được nếu so với Atula đạo, nhưng dù sao cũng là cấp bậc thế giới ngang nhau. Tốc độ khôi phục tu vi của hắn càng trở nên nhanh hơn nữa, tất cả những thứ này đều là nhờ có Lý Thanh Sơn. Đợi đến khi ba người thích ứng được với pháp tắc thiên địa ở nhân gian, Tiểu An lập tức lấy huyết hải phiên xuống. Từ đó tuôn ra một dòng huyết hà vây quanh tế đàn,
lại bày xuống khô cốt ma trận ở trong đó, tạo thành một trận thế phòng ngự mạnh mẽ. La Hầu Tiểu Minh đứng sau lưng Lý Thanh Sơn, chuẩn bị sẵn sàng để bù đắp nếu Tiểu An có sự sơ suất. Cố Nhạn Ảnh thì lại mở ra cánh chim, là một tầng phòng hộ cuối cùng, chuẩn bị cho việc một khi luyện hóa không thành công, liền mang theo bọn họ trốn về lại Ngũ Châu thế giới. Đợi đến mọi việc đã chuẩn bị xong, hai con mắt của Lý Thanh Sơn biến thành một màu xanh biếc, yên tĩnh vắng lặng không khác gì biển sâu, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên hoa văn trên cột đá. Trong phút chốc, gió mạnh cuồng loạn dâng lên, gây nên những trận sóng máu cuồn cuộn. Mây đen từ bốn phương tám hướng cũng cuồn cuộn bay lại đây. Trong những đám mây đó có sấm vang chớp giật dày đặc đến nỗi khiến cho mọi người đinh tai nhức óc. Lý Thanh Sơn làm như tai điếc mắt mù, thôi thúc linh quy biến đổi, dốc hết toàn bộ sức lực phá giải trận pháp. Một tiếng vù vang lên, từ trong mây đen bắn ra những giọt mưa xối xả như những mũi tên, từng trận sấm sét liên tục đánh xuống như những trận búa tạ nặng nề. Huyết hà cuồn cuộn, ngăn trở cơn mưa xối xả, lại bị sấm sét đánh xuống làm nổ ra một lỗ hổng, mưa xối xả gào thét tràn vào. La Hầu Tiểu Minh đang đứng yên không hề động đậy, đột nhiên quát lên một tiếng lớn và bắt đầu chuyển động, hóa thành một bóng hình người mờ ảo, bắt đầu bay vòng vòng vờn quanh hoa văn trên cột đá. Nắm đấm, bàn chân, khuỷu tay, đầu gối và đầu. Mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn đều là binh khí, đánh tan cơn mưa xối xả và phá vỡ tan tành những trận sấm sét. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện. Sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2277: Rút lui. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, huyết hải phiên liền bị thủng trăm ngàn lỗ, hơn 10 viên khô cốt niệm châu bị đánh tan nát, toàn bộ ma trận khô cốt đều bị giáng xuống một cấp. Khóe miệng La Hầu Tiểu Minh trào ra máu tươi, kêu lên: chúng ta không thể chống đỡ được quá lâu, Nhạn Ảnh chuẩn bị đi. Liền coi như trên người bọn họ đều có huyết mạch siêu cường cùng với truyền thừa cực cao, nhưng khi đối diện với đại trận thủ sơn trong động phủ nhân hoàng này, cũng không có khả năng chống cự được, nhiều nhất là hỗ trợ Lý Thanh Sơn tranh thủ thêm một chút thời gian. Nếu như ở trong thời gian này hắn không thể luyện hóa được đại trận, như vậy cũng chỉ có rút lui mà thôi. Được. Cố Nhạn Ảnh bỗng nhiên chú ý tới những giọt mưa rơi vào trên tế đàn cũng tạo ra rất nhiều vết lõm sâu. Nếu lần này rút lui, tế đàn cũng sẽ bị hủy. La Hầu Tiểu Minh cau mày nói, không chỉ là tế đàn, mắt trận cũng sẽ bị tiêu hủy. Sẽ không còn cách nào có thể luyện hóa đại trận này. Bỏ theo ba thiên đẳng cũng không cách nào lại trực tiếp đi vào trong động phủ được. Đây chỉ sợ là cách bảo vệ cuối cùng mà Tự Long để lại. Kỳ thực Tự Long căn bản cũng không muốn phải đến một bước này. Một người tu hành có tu vi ba lần thiên kiếp có thể chống đỡ sự tập kích của chân long thiên tử kiếm đã khó có thể nào tin nổi. Chớ nói chi là chống lại một cuồng phong hoán vũ đại trận này. Đây là chỉ cần có kẻ bước một bước vào trong đại trận liền đã đủ để hồn tiêu phách tán. Mà đại trận thủ sơn này một khi bị kích hoạt, căn bản là sẽ không quan tâm đến bất kỳ một sự tổn thất nào. Nó sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt kẻ xâm lược, làm cho mắt trận cũng sẽ bị hủy luôn. Chắc chắn sẽ không để cho kẻ địch có cơ hội có thể luyện hóa, bản thân đại trận này cũng chỉ có cơ chế bảo vệ. Tiểu An bình tĩnh mở miệng, còn có 10 giây. 7. Mưa xối xả như chút, xông vào bên trong huyết hà. 4. Sấm sét như cuồng nộ, xé toang khô cốt. 1. Từ bốn phía tám hướng có ngàn vạn giọt mưa chớp giật liên hoàn lao nhanh về phía bốn người. Cố Nhạn Ảnh nắm lấy vai Lý Thanh Sơn, đang muốn lui về bên trong ba thiên đẳng. Lý Thanh Sơn quát lên, trời quang mây tạnh. Trong phút chốc, mây đen, mưa xối xả, sấm chớp đều tiêu tan không còn hình bóng, như thể chúng nó chưa từng tồn tại. Cố Nhạn Ảnh có một chút sừng sốt, nở nụ cười, nhìn về phía Lý Thanh Sơn giơ lên ngón tay cái, bất cứ lúc nào hắn cũng đều đáng để tin tưởng như vậy. Lý Thanh Sơn mở hai tay ra, hoan nghênh đến nhà mới của chúng ta, ta đã nghĩ kỹ để đặt một cái tên mới. La Hầu Tiểu Minh ngắt lời nói, nơi này không thích hợp để chúng ta ở lâu, vì lẽ đó việc đặt tên mới vẫn nên là quên đi thì hơn. Cố Nhạn Ảnh cũng nói, đúng đấy,
có tên hay không thực ra cũng không hề quan trọng. Tiểu An yên lặng gật đầu. Lý Thanh Sơn nói, này, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi chỉ là không muốn nghe tên ta chọn mà thôi. La Hầu Tiểu Minh giả vờ làm ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi sẽ cũng có thể tự biết mình biết ta như vậy, ta thực sự là đã coi thường ngươi rồi. Được rồi, coi như ngươi không phúc khí, ngươi không muốn nghe, ta còn chẳng thèm nói. Cảm ơn trời đất. Hiện tại nhất định phải có người lập tức đi tìm hiểu tin tức, hiểu rõ tình huống xung quanh, xong lập ra kế hoạch cho bước tiếp theo. Thời điểm La Hầu Tiểu Minh nói nhất định phải lập tức có người, ánh mắt của hắn chỉ nhìn về hướng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn chỉ vào mình mũi, lại là ta hả? La Hầu Tiểu Minh gật đầu, không sai, lại là ngươi. Ngươi rõ ràng có nghề nghiệp là đấu sĩ lại núp ở phía sau giả làm quân sư lại là lý gì chứ? Cố Nhạn Ảnh nói, nếu không thì để cho ta đi cho, có gặp phải phiền toái gì, ta trốn cũng nhanh hơn một chút. La Hầu Tiểu Minh nói, Atula ở trong nhân gian có chút nổi bật, mà nữ nhân xinh đẹp ở nơi nào cũng dễ dàng gây chú ý. Ẩn giấu hình dáng thì lại dễ dàng rước lấy phiền phức hơn, cho nên nói, được rồi, ta đi, nhưng trước lúc rời đi, ta phải nói cho ngươi, hiện tại cái động phủ này gọi là khởi điểm. La Hầu Tiểu Minh có một chút sửng sốt, bỗng nhiên nói, xin lỗi. Cố Nhạn Ảnh cũng là có vẻ mặt ta trách oan ngươi. Tiểu An gật đầu, tên rất hay. Một chàng cười man rợ đột nhiên vang lên, Lý Thanh Sơn vỗ đùi, ta biết các ngươi không có phẩm chất như vậy, cho nên đã cố ý thăm dò các ngươi một chút, bắt đầu từ trong động phủ rồi. Ha ha ha, khóe mắt của La Hầu Tiểu Minh giật giật, ta thực sự rất muốn đánh hắn. Cố Nhạn Ảnh khinh bỉ, đáng tiếc là ngươi đánh không lại hắn. Tiểu An cúi đầu, không thấy vui. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2278, đừng có quá tệ nhé. Lý Thanh Sơn xoa xoa đầu của nàng, Tiểu An nhà ta đương nhiên là ngoại lệ, nhưng Long Đàm Động Phủ chính là Long Đàm Động Phủ. Đây quả thực không phải là nơi để ở lại lâu, cũng không dám bảo đảm lúc nào thì sẽ có khách mời đến thăm. Ta sẽ tìm một động phủ mới càng sớm càng tốt để chúng ta dừng chân. Trước tiên các người cứ ở đây tu hành cho tốt đi. Nhưng trong thời gian này trước tiên đừng cố gắng vượt qua thiên kiếp, ta sợ nó sẽ thu hút chú ý của một số người có ý đồ. Tiểu An nói, Thanh Sơn ngốc nghếch, lại cần ngươi nói nữa à, dài dòng quá. Nụ cười của Lý Thanh Sơn chợt đông cứng lại, Tiểu An liền bật cười. Cố Nhạn Ảnh mỉm cười và nói, ở động phủ mới cũng đừng có quá tệ nhé. Yên tâm, so với chỗ này nhất định phải tốt hơn. Lý Thanh Sơn mạnh mẽ xoa xoa hai má của Tiểu An, vẫy tay đi về phía cửa chính của động phủ. Rầm rầm một tiếng, cửa đá mở to ra, ánh nắng mặt trời chói chang tràn vào, bao trùm lấy bóng dáng của hắn. Mặt trời gay gắt như lửa, đang là giữa hè, núi rừng chập trùng xanh ngăn ngắt lấp lánh. Màu xanh dày đặc giống như từ trong núi chảy xuống. Gió từ trên núi vừa thổi tới, hơi thở của cây cỏ phả vào mặt, xen lẫn cùng tiếng chim hót véo von tạo nên một khung cảnh tràn trề sức sống. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có gì đặc biệt nếu như không phải là có linh khí nồng nặc khác thường. Tất nhiên nghi ngờ lại trở về Cửu Châu, đang đứng ở trên đồi Ngọa Ngưu nhìn về phía dãy núi mênh mông. Chính thức bước vào lục đạo luân hồi, xem ra cũng đã từng trải qua luân hồi. Tuy nhiên khi quay đầu nhìn lại, không có ngôi làng nhỏ nào, chỉ có những ngọn núi đơn độc cao chót vót, thế núi như rồng. Lý Thanh Sơn tiện tay cầm lấy một hòn đá bóp vỡ tan tành, cảm nhận được sức mạnh của biến hóa. Dường như chả khác gì với việc rơi vào một đại cảnh giới. Có lẽ vẫn không ngừng lại, nếu như hóa thành thân thể của thần ma, chỉ sợ cũng không đến trăm trượng. Cái này đối với tu hành mà nói, có thể coi là việc vô cùng tốt, thật sự rất thú vị. Nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán, quy luật của trời và đất đã phát huy áp chế. Nếu không, trong hoàn cảnh linh khí nồng đậm như vậy, cho dù chim và thú không thể trở thành yêu ma, linh thú, tuổi thọ của chúng cũng sẽ được kéo dài rất nhiều. Nhưng một khi chúng có tuổi thọ dài hơn, thì khả năng để trở nên linh thú sẽ tăng lên rất nhiều.
làm linh hồn vạn vật của nhân loại, sợ rằng mỗi người đều là linh hồn bẩm sinh, có tư chất để trở thành người tu hành. Như vậy nơi này e rằng không thể được gọi là nhân gian đạo nữa. Ngoại trừ phía sau của tòa Long Đàm động phủ này, xung quanh vắng vẻ không có người đặt chân đến. Điều này cũng nằm trong dự liệu, phàm nhân cho dù sau này có tiền cũng sẽ tìm nơi có non xanh nước biếc để xây biệt thự. Động phủ của người tu hành nên chọn nơi có phúc địa tập hợp linh mạch, lại càng không thể tụ tập lại với nhau, nếu không hắn sẽ không dám tùy tiện từ cửa chính đi ra như vậy. Nhưng điều này không có nghĩa là an toàn, tòa Long Đàm động phủ này nhất định phải nằm trong phạm vi thế lực của Vạn Tượng Tông. Dựa vào tốc độ bay để chạy trốn của người tu hành, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới tận cửa tìm Tự Long, nếu như bị phát hiện ra có cái gì đó khác thường. Chắc chắn sẽ đánh đến tận cửa. Dựa vào thực lực của bọn họ, bây giờ đến ngay cả một nhân hoàng thôi cũng không đấu lại được, chứ đừng nói đến người mạnh nhất của Vạn Tượng Tông. Thực lực của bọn họ hoàn toàn không chỉ là mỗi nhân hoàng mà thôi. Ngay cả khi tất cả những thứ này đều không có phát sinh, tu hành cần phải bình tĩnh tập trung, làm sao có thể lúc nào cũng có sự bất an. Ngay cả vượt qua kiếp nạn cũng cần phải cẩn thận từng ly từng tí, cho nên cần phải tìm một cái động phủ mới để làm căn cứ địa. Tuy nhiên, lần đầu tiên đến nhân gian đảo, không quen thuộc với nhân sinh, và cũng không biết nên dò la tin tức ở đâu, đúng lúc chuẩn bị tùy tiện nói bừa một phương hướng, bỗng nhiên mũi giật giật. Hắn đưa tay ra đón lấy một luồng gió núi, đưa lên đầu mũi hít một hơi thật sâu. Hả? Có mùi vị người. Hắn nở nụ cười đắc ý, giống như một con yêu ma chuẩn bị chọn người để ăn tươi nuốt sống, lao người về phía trước. Rơi thẳng xuống vách đá cao vạn trượng, gió núi vù vù, gào thét thổi qua tai. Một làn sóng xanh biếc đập thẳng vào mặt. Ầm ầm một tiếng, sóng xanh vỡ tan, rơi xuống hồ nước sâu, chìm xuống dưới hơn 10 trượng vẫn chưa thấy đáy. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của cái tên Long Đàm. Ánh nắng chiếu xuyên qua mặt nước, ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt hồ dập dờn. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn tình cảnh này, suy tư một chút rồi hướng về phía trước bơi đi. Các bạn đang nghe truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 2279, Nhân Tử và Đức Hạnh. Đến khi hắn từ trong đầm bước ra, những giọt nước lăn xuống, mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ đã biến thành tóc đen mắt đen. Dung hợp vẻ mặt giữa yêu ma biến hình và nhân loại bản tôn, vẫn cứ khôi ngô phi thường, nhưng đã không còn là một con yêu quái trần trụi nữa. Ở nhân gian đạo, lấy thân phận dáng điệu của nhân loại để hành động là lẽ đương nhiên, nhưng dù hắn đã kiềm chế yêu khí toàn thân, vẫn không che giấu được khí chất ngông cuồng và hung bạo của yêu vương. Ngay cả khi là thân phận của nhân loại, cũng vẫn tu hành những công pháp hung ác và ngang ngược như Hoàng Cực Diệt Thế Lục. Thiếu chút nữa là đem hai chữ người xấu khắc lên trên trán, thực sự không thích hợp để dò la tin tức. Hắn phất tay một cái, hồ nước sâu liền yên lặng, sóng xanh biếc như gương. Ngồi xổm xuống hướng về nơi chiếu sáng, không khỏi nhíu mày, đột nhiên hào hùng sát khí, giống như cọp ngồi xổm, khiến người kinh hãi. Hổ ma quá hung ác rồi. Phượng hoàng quá kiêu ngạo, linh quy thì quá lạnh lùng, vượn yêu chỉ đơn giản là trò cười, chỉ sợ không nhịn được muốn tìm một chút niềm vui, hoặc là nói phiền phức. Trái lại thì Ngưu Ma cũng không tệ, tương đối thật thà, chất phác, đáng tiếc là hắn có chút ngang ngược. Hắn vừa nói chuyện một mình, vừa làm ra đủ loại biểu cảm, hoặc là rụt rè, hoặc là lãnh đạm, nói chung là giống như đang trở mặt vậy. Mỗi một loại biểu cảm đều ngược nhau hoàn toàn, thật giống như là hai người, đó chính là tính chất đặc biệt từ sự biến hóa của các loại thần ma. Điều này không chỉ sẽ ảnh hưởng đến thần sắc và khí chất của hắn ta, thậm chí còn ảnh hưởng đến phong cách hành động của hắn từ trong ra ngoài, mà ngay cả việc luyện hành tiếp theo. Một biểu cảm lóe lên trên khuôn mặt, hai mắt của hắn sáng lên, vỗ má phải ba cái, biểu cảm liền chuyển đổi ba lần. Lại vỗ nhẹ má trái một cái, cuối cùng cũng chộp được cái biểu cảm vừa lóe lên kia, lộ ra một nụ cười đầy thỏa mãn. Trong gương nước, hắn ta có một khuôn mặt đầy khí chất hiền hòa, trong trái tim thì tràn đầy tình yêu thương đối với tất cả các sinh mệnh trên thế gian,
ngay cả một cây cỏ dại hay chỉ là một con kiến cũng đều không nỡ làm tổn hại. Đặc biệt là đôi mắt, dường như xanh biếc như ngọc, giống như là gió xuân làm lay động cành liễu, nhẹ nhàng mà linh hoạt. Lại giống như là nước biển dưới ánh sáng mặt trời mùa hè, tràn đầy sức sống khiến cho con người vui vẻ. Thậm chí còn trông có chút ngây thơ, cười toe toét giống như một thiếu niên. Đây là sự nhân từ và đức hạnh được tích trữ sâu thẳm trong trái tim, và Kỳ Lân đã biến hóa khiến nó trở nên rõ ràng hơn. Hắn vuốt vuốt hai má, rồi cười nói, được, chính là như vậy, chỉ là cái khuôn mặt này, ai mà dám nói ta không phải người tốt. Thì ta liền vặn gãy đầu của hắn, đúng lúc cũng muốn tu hành Kỳ Lân Trường Sinh Quyết, có thể nói là được vẹn cả đôi đường. Xoay người bước vào trong núi rừng, hắn sải bước chạy nhanh về hướng có mùi vị của người. Sau khi liên tục không ngừng nghỉ trèo đèo lội suối, đã được hơn trăm dặm, đột nhiên một luồng gió tanh hôi ập đến, một tiếng gầm giống lên, một con mãnh hổ trán trắng, đôi mắt xếch dữ dằn. Người đầy sặc sỡ, từ trong rừng lao ra, thân hình to gấp đôi so với những con hổ bình thường, gần như sắp trở thành tinh quái. Hắn nhìn chằm chằm về phía của Lý Thanh Sơn, chặn cả đường đi của hắn. Lý Thanh Sơn thu lại toàn bộ khí tức, xem ra vượt qua được người bình thường cũng vô dụng, nhìn thấy mãnh hổ cản đường. Trái lại hắn cũng không vội vàng tiến lên phía trước, dừng bước chân lại, mỉm cười nhìn mãnh hổ. Con mãnh hổ nghi hoặc quan sát hắn, bước từng bước đến gần, bất chợt bắt gặp ánh mắt của hắn, liền cúi đầu xuống. Chậm rãi bước lùi ra sau, để mở ra con đường, giống như một dũng tướng trung thành đối mặt với một vị quân vương đầy nhân từ. Nụ cười của Lý Thanh Sơn càng lúc càng sâu sắc hơn, mèo ngoan, người xứng đáng là người trong tộc của ta, từ nay về sau hãy ăn chay nhiều hơn, ăn ít đồ mặn lại, chúc người sớm trở thành yêu thú. Con mãnh hổ kêu lên một tiếng, giống như là đang trả lời, quay người lại và nhảy vào trong rừng. Ha ha, chiêu này quả nhiên là lợi hại, từ nay về sau chúng ta sẽ lấy đức để thu phục người khác. Lý Thanh Sơn tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua từng tầng tầng lớp lớp rừng rậm, càng ngày càng gần với mùi vị của người. Tâm tình lại cảm thấy có chút kích động nho nhỏ, vì vậy không khỏi bước chân chậm lại. Đây đúng là người của nhân gian đạo. Hắn đột nhiên nhướng mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Xung quanh có không ít người, nhưng vì sao đều trốn ở phía sau đại thụ, còn có nhàn nhạt mùi máu tanh. Xoẹt một cái, một đao hàn quang chém tới phía trước mặt. Một người nam tử cường tráng nhảy ra từ phía sau cây, trên cả khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác, nửa thân trên để trần, bắp thịt cuồn cuộn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Thánh Chuyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2280, Kẻ Ngu Xuẩn. Này, tên tiểu tử kia, con đường này là do ta mở, cái cây này là do ta trồng, muốn đánh nhau thì ở nơi này, còn muốn đi phải đưa tiền mãi lộ. Lý Thanh Sơn sửng sốt, trong lòng cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái, không thể tin được nghĩ, ta thế mà lại bị ăn cướp sao? Ngược lại, nam tử cường tráng kia để đại đao trong tay xuống, cười nói, tiểu tử này bị dọa sợ rồi, các huynh đệ, đều đi ra đi. Mười mấy tên cường đạo từ trong rừng đi ra, quan sát Lý Thanh Sơn từ trên xuống dưới giống như nhìn dê bò, thảo luận không ngừng. Tiểu tử này hai bàn tay trắng, nhìn cũng không giống như bán hàng rong, cũng không giống qua đường, không biết là từ đâu tới. Nói không chừng có lẽ cũng là một tên ngu ngốc đi tìm kiếm tiền phóng đạo. Ha ha ha, gần đây có rất nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy, cũng không bỏ nước tiểu ra để xem xét xem, nhìn chính mình có xứng hay không. Nếu như đúng là thật, vậy thì chúng ta lại được ăn một bữa thịnh soạn rồi. Nhưng xem ra cũng chỉ là một con quỷ nghèo nàn, trái lại dáng vẻ trông cũng không đến nỗi tệ. Nói không chừng còn có thể bán được với giá tốt, ăn vẫn là tốt nhất. Lý Thanh Sơn tỉnh táo trở lại, ngay lập tức liền muốn trở mặt giết người, mới nhớ tới mình vừa mới xác nhận quy tắc hành động ở nhân gian đạo. Hơn nữa đây là nhóm người đầu tiên hắn gặp ở nhân gian đạo, cho dù chỉ là để tu hành, ngay lập tức liền thay đổi thái độ và lề lối không tốt. Bỏ đi, coi như các ngươi mệnh tốt, ông trời có đức hiếu sinh, lão tử hiện tại là lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người. Vừa lặp đi lặp lại với chính mình bốn chữ lấy đức phục người,
đồng thời vừa nhìn chằm chằm vào tên cường đạo cầm đầu, mỉm cười và nói, vị bằng hữu này, nhường đường chút đi. Tên tướng cướp đứng ở chỗ đó ngây ngốc ra, như thể hắn cũng bị đôi mắt có sức quyến rũ kỳ lạ kia dọa cho sợ hãi rồi. Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, đang định đi vòng qua bên cạnh hắn. Tên tướng cướp đột nhiên nổi điên, kể dao vào cổ của Lý Thanh Sơn, tên tiểu tử nhà ngươi thật to gan. Dám xưng bằng hữu với lão tử, bây giờ quỳ xuống dập đầu gọi hai tiếng ra ra thì ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi. Kỳ Lân chính là vạn thú chí tôn, cho dù chỉ còn có một chút khí tức cũng có thể khiến con mãnh hổ phải lùi bước, mặc dù khi nhân loại bị cảm hóa bởi sự tử tế. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm, dù sao Kỳ Lân cũng không có khả năng quyến rũ giống như của Cửu Vĩ Hồ vậy. Lý Thanh Sơn trầm mặc trong chốc lát, từ trong kẽ răng nặn ra một câu, chết tiệt, nhân gian đạo này thật sự không quá thân thiện. Bọn trộm cướp hỗn xược ầm ĩ kêu lên, quả nhiên là đồ đần độn, không coi các gia gia ra gì, cho rằng nói tán gẫu hai câu liền có thể đi ngang qua sao. Mỗi một vị ở đây đều là gia gia của ngươi, đều phải dập đầu ba lần, gọi gia gia ba lần. Vị đứng, ở trước mắt của ngươi là đại gia gia, còn ta là nhị gia gia của ngươi. Tên tướng cướp cười ác độc nói, nếu như dám nói một chữ không, lập tức moi tim gan ra nhắm rượu. Ý kiến hay. Tên tướng cướp ngẩn người ra một lúc, chỉ thấy Lý Thanh Sơn không biết từ đâu lấy ra một bầu rượu, liền cầm một trái tim đẫm máu, mấy miếng đã ăn hết sạch, đang thích thú mút vết máu trên ngón tay. Cái này ngươi lấy từ đâu? Tên tướng cướp đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói một phen. Đại vương. Một tên cường đạo kinh hãi chỉ vào ngực của hắn. Hắn cúi đầu chỉ thấy một vết máu đang lan tràn, trước mặt tối sầm lại, ngã chết trên mặt đất. Một đám mây đen lướt qua mặt trời gay gắt, trong khu rừng đột nhiên tối sầm lại. Vài tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng rất nhanh sau đó liền yên tĩnh trở lại, xen lẫn vài tiếng lầm bầm thì thầm. Trời ơi, lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người. Tuy nhiên, sự việc trên thế gian bao giờ cũng làm mãnh thú dễ đầu hàng, nhưng lòng người khó khuất phục. Một tiếng hổ gầm vang vọng cả núi rừng, một lát sau, ngọn cây lắc lư, một trận gió hôi tanh ập tới, con mãnh hổ vừa mới gặp kia nhảy ra khỏi rừng. Trong khu rừng đầy tăm tối thấy một đôi đồng tử màu đỏ, nằm sấp trên mặt đất, cả người đầy tức giận, run rẩy không ngừng. Cho dù đã có chút thông minh trí tuệ, cũng không có cách nào có thể liên hệ được với nhân loại có khí tức kỳ lạ vừa mới thấy kia lại cùng với nhau. Mèo lớn à, ngươi tránh đường cho ta sẽ mời ngươi ăn một bữa, chúng ta hai bên không nợ nhau cái gì. Ha ha, thời xưa có vị Phật tổ hy sinh tính mạng để nuôi hổ, nay thì có Lý Thanh Sơn giết kẻ cướp để nuôi hổ, há chẳng phải giỏi hơn Phật tổ rồi sao? Nuốt ừng ực, rượu mạnh mẽ tràn vào trong cổ họng, kẻ điên khùng như hổ. Các bạn vừa nghe xong tập 228 của bộ truyện Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.